Thì bình thường em sẽ thức dậy vào 6 giờ sáng. Trời ơi, dậy sớm vậy? Đi chứ. Dạ mang, sao 6 giờ dậy được vậy? Ví dụ người ta như nói là... đúng rồi đó, dậy sớm để thành công. Tại vì em ra một cái EP tên là đẹp mà. Dạ. Mà em cũng đẹp nữa. Thì chị cũng tò mò là em chăm sóc bản thân mình nhan sắc này kia như thế nào? Hay là những cái sở thích cá nhân chẳng hạn? Thì bình thường em sẽ thức dậy vào 6 giờ sáng. Trời ơi, dậy sớm vậy? 6 giờ sáng là em sẽ... Em nói thiệt không, sao em dậy sớm dữ vậy? Em dậy như thế quen từ từ xưa đến nay luôn. Vâng. Là 6 giờ sáng là em dậy rồi. Là, không, có những thời gian là vào khoảng năm 2018, 2019 là em 4 giờ sáng mới có thể ngủ. 4, 5, 6 giờ sáng 4... mới có thể ngủ. Sao ngủ trễ vậy? Nhưng mà vẫn 9 giờ dậy. Cùng lắm thì 9 giờ dậy. Là em bị stress hay là như thế không nào? Không, nó cứ như thế hoài. Còn là giờ thì một cái thói quen đúng không? Lịch của em sẽ là 12 giờ là đi ngủ. Ừ. Rồi 6 giờ sáng dậy. Thức dậy xong là mình sẽ ăn sáng. Rồi đến 6 rưỡi. 6 rưỡi xong là mình sẽ ngồi chờ cho nó xuôi. 7 giờ là em sẽ xuống phòng tập. Em sẽ tập đến 9 giờ. Rồi bắt đầu từ 9 giờ em sẽ lên vệ sinh cá nhân. Sau bắt đầu là em sẽ ngồi làm việc cho đến 1 giờ trưa em ăn. Rồi cứ như thế cho đến tối. Rồi tiếp tục những cái công việc của mình. Rồi nhiều khi đi diễn rồi này kia nữa. Đi diễn? Vâng, vẫn phải đi chứ. Dạ mang, sao 6 giờ dậy được vậy? Ví dụ người ta nói là... đúng rồi đó, dậy sớm để thành công.